Sau anh chàng Dư Hoài trong Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Giang Thần trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp và Lâm Dương trong Xin Chào Ngày Xưa Ấy, khán giả lại có thêm một nam thần thanh xuân được yêu thích là Trương Lục Nhượng trong bộ phim Khi Anh Chạy Về Phía Em do Chu Dực Nhiên thủ vai. Không chỉ góp mặt trong các bộ phim thanh xuân vườn trường, chàng trai 2K Chu Dực Nhiên còn gây ấn tượng với diễn xuất tự nhiên, đầy cảm xúc trong hai bộ phim về đề tài gia đình là Những Đứa Con Nhà Họ Kiều và bộ phim Tiểu Mẫn Gia được phát sóng năm 2021. Hôm nay trong video này, hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thêm những điều thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của chàng diễn viên trẻ Chu Dực Nhiên nhé! Chu Dực Nhiên sinh ngày 22 tháng 11 năm 2000 tại Trùng Khánh. Anh chàng vốn xuất thân là idol hệ dưỡng thành của Cbiz. Chu Dực Nhiên từng được biết đến với nghệ danh Phương Tường Duệ khi còn hoạt động trong câu lạc bộ âm nhạc Dịch An thuộc công ty Nguyên Tế Họa. Sau khi rời công ty cũ, Chu Dực Nhiên tập trung nhiều hơn vào diễn xuất và từng bước tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Chu Dực Nhiên có vẻ ngoài tươi trẻ và tràn đầy sức sống, đúng như lứa tuổi của các bạn trẻ Gen Z đang phơi phới và đầy năng lượng. Ngay từ khi vừa xuất hiện, Chu Dực Nhiên đã khiến nhiều mọt phim phải phát cuồng bởi khuôn mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng. Cùng chiều cao 1m82, đúng chuẩn hình tượng nam thần học bá trong các tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Gương mặt sáng màn ảnh, nét diễn tự nhiên, không có gì khó hiểu khi chàng trai sinh năm 2000 này không chỉ được khán giả yêu thích mà còn rất được lòng các đạo diễn. Cũng vì thế, dù tuổi đời và tuổi nghề vẫn còn khá trẻ, nhưng hiện tại Chu Dực Nhiên đã sở hữu một gia tài phim ảnh khá nhiều và được nhiều đạo diễn chọn mặt gửi vàng khi muốn tìm kiếm nam chính cho các dự án phim thanh xuân vườn trường. Sự nghiệp diễn xuất của chàng trai 2K. Năm 2018, Chu Dực Nhiên chính thức tham gia diễn xuất với vai diễn Vạn Tuế trong bộ phim điện ảnh Mau Đưa Anh Trai Tôi Đi Đi. Cùng năm, anh còn ra mắt ca khúc đầu tay là Yêu Đơn Phương. Đến năm 2020, nam diễn viên sinh năm 2000 lần đầu tham gia dự án cổ trang truyền hình Phượng Quy Tứ Thời Ca, nhưng chỉ xuất hiện với vai nhỏ. Cùng năm đó, Chu Dực Nhiên còn đảm nhận vai nam chính Tiêu Thiên Dã trong phim ngắn Bộ Tứ Quyền Anh, đây cũng là vai chính đầu tay của anh chàng. Tới năm 2021, cái tên Chu Dực Nhiên bắt đầu được nhiều người biết hơn khi anh chàng ra mắt với vai nam chính Diệp Cảnh Hy trong web drama đề tài thanh xuân vườn trường có tên là Xin Cậu Đấy Lớp Trưởng, đồng thời anh chàng còn thể hiện ca khúc chủ đề phim. Ngay lập tức diện mạo đậm chất nam thần học đường, hot boy nhà bên của Chu Dực Nhiên trở thành đề tài được nhiều khán giả quan tâm. Sau đó không lâu, Chu Dực Nhiên tiếp tục góp mặt trong bộ phim Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp do Hứa Khải và Trình Tiêu đóng chính với vai phụ ngải ra và được yêu thích không kém gì nam chính. Từng bước thể hiện khả năng diễn xuất. Sau loạt phim Thanh Xuân Vườn Trường, Chu Dực Nhiên bất ngờ xuất hiện trong bộ phim có đề tài tâm lý gia đình là Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. Đóng cùng nhiều diễn viên trẻ tài năng khác như Bạch Vũ, Trương Vãn Ý, Mao Hiểu Đồng và Tống Tổ Nhi. Phim mở ra với phân cảnh người mẹ qua đời sau khi sinh đứa con thứ 5, để lại 5 đứa trẻ bơ vơ với một người cha cờ bạc, vừa cọc cằn thô lỗ, lại còn ích kỷ. Những đứa trẻ ngây thơ nhà họ Kiều đã phải sống nương tựa vào nhau trong những năm tháng vô cùng khó khăn ấy. Là con trai cả, Kiều Nhất Thành, do Bạch Vũ đảm nhận, đã phải vừa làm cha vừa làm mẹ, một tay chăm sóc các em khôn lớn, đưa gia đình dần thoát khỏi cảnh nghèo khó. Tuy nhiên, việc học hành, hôn nhân của Nhất Thành và các thành viên trong gia đình đều trải qua rất nhiều thử thách đau đớn, tất cả không hoàn hảo. Và mỗi người đều có những vũng lầy và khuyết điểm của riêng mình, nhưng tất cả đều luôn nỗ lực tiến về phía trước, cố gắng để có một cuộc sống tốt hơn. Trong phim, Chu Dực Nhiên đảm nhận vai cậu em út Kiều Thất Thất, một học sinh cấp 3. Thất Thất xuất hiện khá ít so với các anh chị khác trong Những Đứa Con Nhà Họ Kiều, bởi từ bé cậu đã được cha gửi cho người dì nuôi dạy. Do học kém, nên Thất Thất được gửi đến trung tâm học thêm, nhưng tại đây, cậu lại gặp cô gái tên Dương Linh Tử và được cô nàng chủ động theo đuổi. Cô nàng còn rủ cậu trốn học đi chơi và đến nhà cô cùng xem phim. Kết quả là Dương Linh Tử có thai khi vẫn còn chưa thành niên và hai bên gia đình phải làm lễ cưới sớm cho cả hai khi vẫn còn đang là học sinh cấp 3. Vai diễn của Chu Dực Nhiên tuy không có nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp như các nhân vật khác nhưng cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng khán giả. Tiếp theo đó, Chu Dực Nhiên lại góp mặt trong một bộ phim về đề tài gia đình nữa là Tiểu Mẫn Gia, phát sóng trên đài truyền hình Hồ Nam. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai diễn Kim Gia Tuấn, con trai của Châu Tấn, một chàng trai đang ở độ tuổi nổi loạn, lại phải đối diện với sự đổ vỡ của cha mẹ. Dù chỉ là tuyến phụ nhưng Chu Dực Nhiên đã để lại ấn tượng tốt, thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhờ vẻ thư sinh và điển trai của mình. Cùng với đó lối diễn xuất linh hoạt và đặc biệt là chemistry tốt khi đứng cạnh bạn diễn Hướng Hàm Chi. Cùng tham gia chung với các tiền bối trong làng diễn xuất, song Chu Dực Nhiên có thể tự tạo dấu ấn riêng cho mình nhờ lối diễn tự nhiên, chân thật. Sau Tiểu Mẫn Gia,
Chu Dực Nhiên còn tham gia vào phần 2 của bộ phim 20 Bất Hoặc và diễn vai nam chính Lâm Nhiên trong web drama Em Là Tâm Sự Ngọt Ngào Nhất Của Anh, đóng cùng nữ diễn viên Thái Trác Nghi. Em Là Tâm Sự Ngọt Ngào Nhất Của Anh được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên. Nội dung chính xoay quanh cuộc sống cô nàng Đường Vivi, vì áp lực gia đình nên Vivi bị ngăn cản theo đuổi ước mơ của mình. Không những vậy, vì tin lời bói toán mà cha ép cô phải kết hôn trước 28 tuổi bởi con số 28 là con số không may. Trước nhiều áp lực, Đường Vivi dần bị trầm cảm. Từ một nghiên cứu sinh ưu tú của khoa tâm lý học, cô nàng dường như đánh mất bản ngã của mình và mất hết tự tin. Để tìm lại chính mình, Vivi mở một tiệm bánh đồ ngọt. Ở đây cô gặp được Lâm Nhiên, một anh chàng điển trai, tinh nghịch và kém cô 5 tuổi. Bằng sự dịu dàng và chân thành của mình, Lâm Nhiên đã khiến Vivi rung động, từ đó tạo nên một mối tình chị em vô cùng ngọt ngào và chữa lành, trở thành nam thần thanh xuân thế hệ mới. Năm 2023, cái tên Chu Dực Nhiên tỏa sáng rực rỡ và trở thành nam thần phim thanh xuân vườn trường thế hệ mới với vai diễn Trương Lục Nhượng trong phim Khi Anh Chạy Về Phía Em. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thanh Xuân Vườn Trường Bệnh Cô Ấy Không Nhẹ Đâu của tác giả Trúc Dĩ, xoay quanh nữ sinh Tô Tại Tại, một cô gái có tính cách vui vẻ, lạc quan và tràn đầy năng lượng. Sự ấm áp như ánh mặt trời của Tại Tại đã thu hút chàng học bá lạnh lùng Trương Lục Nhượng, giúp anh chàng xóa bỏ được sự tự ti trong lòng. Cả hai cùng nhau trưởng thành, tình cảm thuở niên thiếu vừa trong sáng, vừa ngây thơ cũng dần phát triển, tiến tới tương lai tốt đẹp. Ngay khi lên sóng, bộ phim Khi Anh Chạy Về Phía Em đã khiến dân tình phải quắn quéo vì quá dễ thương. Mối tình gà bông giữa Tô Tại Tại và Trương Lục Nhượng trong phim vừa đáng yêu lại vừa cảm động, khiến bất cứ ai xem phim cũng thấy rung động nghẹn ngào. Thành công của bộ phim chắc chắn phải kể đến chemistry đỉnh cao của cặp đôi chính Trương Miểu Di và Chu Dực Nhiên. Nhờ phản ứng hóa học đỉnh cao, cả hai liên tục được đẩy thuyền dần dần. Diễn xuất của Trương Miểu Di và Chu Dực Nhiên cũng được khán giả khen ngợi là duyên dáng và tự nhiên. Vào vai chàng học bá đẹp trai bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, Chu Dực Nhiên đã thể hiện vô cùng xuất sắc vai diễn này, đưa Trương Lục Nhượng từ tiểu thuyết bước ra đời thực, là hình mẫu lý tưởng của mọi nữ sinh. Nhân vật Trương Lục Nhượng của Chu Dực Nhiên cũng tiếp tục trở thành chàng trai năm ấy thanh xuân nợ chúng ta trong lòng các khán giả nữ. Nhờ phần thể hiện xuất sắc trong phim, Chu Dực Nhiên đã vụt sáng trở thành một trong những nam diễn viên hot nhất mùa hè năm nay khi tăng tới 2 triệu fan hâm mộ chỉ trong một tháng. Không chỉ tăng hàng triệu người theo dõi trên Weibo cá nhân, các video về anh chàng Lục Nhượng, Chu Dực Nhiên trên Bê Trạm cũng leo lên top đầu lượt xem với hàng trăm nghìn lượt truy cập. Hai bộ phim khác mà Chu Dực Nhiên tham gia là Tôi Mộng Giữa Ban Ngày và Chức Chức Phong Lưu cũng được phát sóng ngay sau đó. Mặc dù không giúp anh chàng nâng cao thêm quá nhiều danh tiếng, nhưng tạo hình của Châu Dực Nhiên trong cả hai bộ phim được khen ngợi rất nhiều, rất sáng màn ảnh. Tuy nhiên, bộ phim Tôi Mộng Giữa Ban Ngày cũng đem đến cho nam diễn viên một chút rắc rối nhỏ khi bộ phim liên tục bị tố đạo nhái tác phẩm khác. Điều này cũng phần nào gây ảnh hưởng không tốt đối với một diễn viên đang lên như Châu Dực Nhiên. Những dự án trong tương lai. Tháng 5 năm 2023, bộ phim Đấu La Đại Lục phần 2 đã được khai máy. Chu Dực Nhiên được đạo diễn tin tưởng, lựa chọn vào vai nam chính Đường Tam, tiếp nối vai diễn từng được đàn anh Tiêu Chiến đảm nhận ở phần 1. Ngoài Chu Dực Nhiên, Đấu La Đại Lục phần 2 còn có sự tham gia của Trương Dư Hy vai Tiểu Vũ, Trần Mục Trì trong vai Đới Mộc Bạch, Khổng Tuyết Nhi trong vai Chu Trúc Thanh, Hứa Giai Kỳ trong vai Hồ Liệt Na. Nhiều người hâm mộ đã làm ảnh ghép so sánh giữa nhân vật trong bản hoạt hình với các diễn viên và bày tỏ sự hài lòng với lựa chọn này. Sau khi Đấu La Đại Lục 2 đóng máy, Chu Dực Nhiên tiếp tục tham gia vào đoàn phim Hoán Vũ, đảm nhận vai nam chính Minh Thịnh và đóng cặp với nữ diễn viên Trương Tịnh Nghi. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, kể về câu chuyện của cô gái 16 tuổi Kiều Thanh Vũ, vì cái chết của chị gái Kiều Bạch Vũ mà cô phải chuyển nhà đến nơi khác sống. Để khôi phục lại trạng thái cuộc sống bình thường của gia đình, Thanh Vũ cùng với sự giúp đỡ của người bạn cùng lớp Minh Thịnh đã tìm kiếm nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của chị gái mình. Khi sự thật dần lộ diện, Thanh Vũ bị sốc trước sự bất công mà Bạch Vũ phải gánh chịu và quyết tâm giúp cô tìm lại công lý. Khi Thanh Vũ bất lực nhất, Minh Thịnh đã âm thầm đồng hành, tin tưởng và động viên cô kiên trì làm những gì mình muốn. Bên cạnh đó, dưới sự động viên của Thịnh Minh, Thanh Vũ cũng đã chủ động xoa dịu mối quan hệ với gia đình. Việc học tập và cuộc sống của cô dần được cải thiện, cuối cùng cô đã được nhận vào trường đại học mà mình đã lựa chọn. 4 năm sau, Thanh Vũ và Minh Thịnh tốt nghiệp đại học và bắt đầu một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào. Dù vẫn đang trong quá trình quay, nhưng bộ phim này đã được dự đoán sẽ là dự án thanh xuân tiếp theo được nhiều mọt phim trông chờ trong thời gian tới. Chắc chắn rằng với ngoại hình và khả năng diễn xuất được đánh giá cao, trong tương lai, con đường sự nghiệp của Chu Dực Nhiên sẽ còn phát triển hơn nữa. Còn bạn thì sao? Bạn có ấn tượng gì về anh chàng Chu Dực Nhiên? Hãy chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!